Đánh đàn lần cuối. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của nghệ sĩ dương cầm Ladislaw Spielman trong Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Warsaw, Ba Lan năm 1944. Warsaw năm 1944. Anh Quỳnh Như, Quỳnh Như! Spielman, bạn của tôi, sao anh lại ở đây? Gia đình tôi đã không thoát khỏi quân phát xít bắn giết và tra tấn hết những người Do Thái không chừa một ai. Biết làm thế này là rất nguy hiểm, nhưng xin anh cho tôi tá túc nhờ một đêm, tôi chẳng có nơi nào để đi hết. Shh, anh nói nhỏ thôi, ông chủ nhà tầng trên chưa chắc đang ngủ đâu. Uống trà đi cho ấm bụng, tạm thời anh cứ ở đây đã. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp ở đài phát thanh Ba Lan, tình hình đang rất căng thẳng, anh không nên lang thang ngoài ấy. Cảm ơn anh đã cưu mang tôi lúc hoạn nạn, tôi đã đến bước đường cùng rồi. Thật sự tôi thèm chơi piano quá, Quenner. Đã mấy tháng nay tôi không được chạm vào phím đàn. Cây đàn của tôi chắc là đã vỡ vụn theo những mảnh bơm đổ nát rồi. Bây giờ đến số phận của mình, tôi còn chẳng biết sẽ trôi về đâu. Tôi cũng nhớ tiếng đàn êm dịu và cuốn hút của anh. Thật tiếc cho một tài năng piano như anh bị truy lùng bởi quân lính của Hitler. Tạm thời anh cứ ở đây nha, sáng mai ta tính tiếp. Cậu là ai? Cậu là Spielman ở đài phát thanh Ba Lan đúng vậy không? Tôi không thể nhầm được. Đã mấy lần cậu đến chơi với Werner? Tôi... Werner, chúng ta không thể chứa chấp một người Do Thái ở trong nhà được. Anh muốn chết sao? Ông Hector, xin ông cho cậu ấy tá túc nhờ mấy bữa. Cậu ấy không còn nơi nào để đi cả. Nếu ra ngoài kia, cậu ấy sẽ chết ngay. Không được. Tình hình chiến tranh đang rất căng thẳng. Tôi cho cậu thuê nhà, chứ không phải chui vào chỗ chết. Hãy đuổi cậu ta đi ngay. Nếu không tôi sẽ khai báo và giao nộp cậu ta. Thôi vậy Werner, tôi sẽ đi. Tôi cũng không muốn để cậu bị liên lụy đâu. Cảm ơn lòng tốt bụng của cậu nha. Kìa Spielman, cậu định đi đâu? Lạnh quá, đói quá, không còn nơi nào để đi hết. Mình không chết dưới tay quân phát xít thì cũng sẽ chết vì đói mất. Warsawa gần như bị san bằng rồi, chẳng còn một ai trong những ngôi nhà kia. Nguy rồi, ngoài này rất nguy hiểm, phải tránh khỏi đây ngay. Tốt quá, ít nhất thì cũng có một nơi tránh sương tránh gió rồi. Tất cả ngôi nhà ở thành phố đều không có người, chi bằng... Thật không thể tin nổi. Dù ngôi biệt thự này bị đổ nát vì bom đạn, cây dương cầm này vẫn còn sống sót nguyên vẹn. Muốn ngồi đàn một bản nhạc quá, nhưng âm thanh sẽ làm quân địch chú ý mất. Chắc hẳn phải còn thứ gì đó để ăn. Hy vọng vẫn còn. Sĩ quan Hosenfeld, chúng ta đã đi tuần tra khu vực này từ sáng đến khuya rồi. Xem ra không còn sống sót một bóng người nào. Những người Do Thái trong dãy phố này đã trốn mất hoặc bị lính ta giết sạch cả rồi. Dừng lại ở đây một lát đi. Ngôi biệt thự hoang tàn này có điều gì đó kỳ lạ ta chưa kiểm tra. Tôi muốn xuống xem đã. Cứ ở yên đây canh gác. Nếu không có gì bất thường, tôi sẽ quay lại ngay. Trời không lấy đi của ai tất cả. Hy vọng hộp đậu đỏ này còn dùng được. Tôi... Anh là ai? Sao lại trốn chui trốn lũi trong này thế này? Tôi là nghệ sĩ dương cầm của Ba Lan. Xin đừng giết tôi. Nghệ sĩ dương cầm? Và chắc hẳn anh là người Do Thái.
Bản thân tôi đã cố hết sức để sống sót khỏi tội ác diệt chủng của quân phát xít các anh. Nhưng có vẻ như Chúa Trời không cho phép tôi sống thêm nữa. Anh sẽ giết tôi ngay bây giờ, đúng vậy không? Cũng đã đến lúc để tôi gặp lại gia đình mình rồi. Anh nói anh là nghệ sĩ Dương Cầm. Vậy hãy đàn cho tôi nghe một bản đi. Nếu nói dối, anh đừng hòng sống sót. Anh cũng thích âm nhạc ư? Anh sẽ tha mạng cho tôi vì một bản nhạc sao? Không có thời gian cho anh nhiều lời đâu. Anh hãy đàn ngay đi. Vậy tôi sẽ đàn bản giả khúc Cung Đô Thứ của Chopin, người nhạc sĩ vĩ đại của quê hương Ba Lan chúng tôi. Tôi đang kiệt sức rồi, nhưng sẽ cố. Cũng đã lâu rồi tôi không ngồi trước phím đàn. Mình không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa ngoài âm thanh của lòng mình đang vỡ vụn thành từng mảnh. Thành phố quê hương, gia đình, âm nhạc và cả chính mình. Thế là hết. Giống như một nhát dao đâm xuyên qua tim mình. Sau bản nhạc này, rồi mình cũng sẽ chết thôi. Tiếng đàn của anh thật nhiều tâm sự. Hãy trốn ở đây cho đến khi nào anh muốn đi. Tôi sẽ mang thức ăn, nước uống tới cho anh. Thật ư? Tôi có nằm mơ không? Nếu tha tội chết cho tôi và việc này bị phát hiện ra, anh cũng không thể sống sót đâu. Đã từ lâu, tôi nhận ra cuộc chiến này là vô nghĩa, chỉ toàn tội ác. Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người vô tội trong khả năng có thể của mình. Anh là một người nghệ sĩ tài năng chân chính, Spinman à. Ngay khoảnh khắc anh bước vào căn phòng này, tôi cứ tưởng mình đã chết rồi chứ. Còn tôi thì đã lâu không được nghe một điệu đàn xúc động đến thế. Phút bình an hiếm hoi trong cuộc đời tôi. Cảm ơn anh, Spinman. Làm ơn, hãy cho tôi biết tên của anh. Anh chính là ân nhân tái sinh của tôi. Tôi là sĩ quan Hosenfeld. Hy vọng ngày nào đó sẽ được nghe anh đàn trên đài phát thanh Ba Lan. Tôi nghe thấy tiếng đàn Dương Cầm, thưa ngài. Nhưng vì lệnh ngài và cũng không có tiếng súng, nên tôi không dám vào xem có chuyện gì. Mọi thứ ổn cả chứ ạ? Đúng vậy, không có tiếng súng nào cả đâu. Tôi vốn thích Dương Cầm, tiện có cây đàn còn nguyên nên ngồi chơi một bản. Muộn rồi, chúng ta đi thôi. Mọi thứ đều ổn. Sau khi nghe tiếng đàn, viên sĩ quan đã say đắm trước tài năng của Spielman. Thậm chí còn mang thức ăn, áo khoác giúp người nghệ sĩ vượt qua mùa đông giá buốt. Ngay cả trong những lúc cùng khổ nhất, chính âm nhạc là điều kỳ diệu giúp đẩy lùi chiến tranh, xóa bỏ hận thù, mang cho con người lại gần nhau. Sự lương thiện chân chính của sĩ quan Hosenfeld đã giúp ông sớm nhận ra bản chất của tội ác để bảo vệ những người vô tội. Ông đã được vinh danh cho lòng dũng cảm, sự nhân hậu của mình. Năm 2007, Bộ Ngoại giao Israel trao tặng ông danh hiệu cao quý dành cho những người không phải người Do Thái đã mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ người Do Thái. Và ông được Thủ tướng Ba Lan truy phong huân chương thập chỉ huy Bologna Restituta năm 2009. Chú thỏ xám. La 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 la, la 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 la. Nhìn kìa, những củ cà rốt nhìn ngon quá. Ở quanh đây không có ai sinh sống, chắc là cà rốt mọc hoang ở đây thôi. Thế thì hay quá, chúng ta phải mau mau trở về nhà thôi. Chà, có bằng này cà rốt, tha hồ ăn uống, vui chơi thoải mái mà không lo đói trong cả một thời gian dài. Thích quá. La 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 la, la 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 la, mùa xuân thật là đẹp biết bao. Ô kìa, sóc con,
Cậu đang làm gì đấy? Tớ đang cuốc đất trồng cây. Trồng làm gì chứ? Ở nhà đã có cả kho cà rốt rồi mà. Thôi bỏ đấy đi, đi chơi với mình nào sóc ơi. Tớ đang làm dở tay mà. Cậu thật là ngốc. Mùa xuân đẹp thế, phải tranh thủ đi chơi đi chứ. Kẻo sang mùa hạ thì tiếc lắm. Làm gì có hoa thơm cỏ lạ mà thưởng ngoạn chứ. Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà phải trồng cây để mai này có thức ăn mà ăn chứ. Đống cà rốt ở nhà chắc chỉ qua được hết mùa xuân. Trời ơi, cậu cứ ăn bữa nay lo bữa mai thế thì khổ lắm. Thôi tớ đi đây. Dây trắng ơi, cậu đang làm gì vậy? Cậu thấy đấy, tớ đang cuốc đất gieo hạt. Chán thế, đi chơi mà ai cũng bận rộn cả. Chả ai rảnh để chơi với mình hết. Ủa, cậu không phải làm gì sao? Cậu thấy đấy, tớ vẫn còn nhiều thức ăn dự trữ lắm mà. Còn lâu mới hết. Không chủ quan thế được đâu cậu ơi. Phải phòng bị lúc nắng mưa, ốm yếu nữa chứ. Tớ chỉ chơi nốt mùa xuân thôi. Đợi qua mùa xuân, tớ trồng cây vẫn kịp mà. Thôi, cậu đang bận, tớ đi chỗ khác chơi đây. Mùa xuân cũng đã hết rồi. Có lẽ ta phải bắt tay vào làm việc và kiếm thức ăn dự trữ thôi. Nhất định là ngày mai. À không, lát nữa mình sẽ ra ngoài thăm thú xem sao. Thôi chết, lại mưa thế này. Đắng quá, chúng bị thối mất rồi còn đâu. Đói quá, mưa dầm về thế này thì mình biết đi đâu kiếm cái ăn bây giờ. Mình phải đành ra ngoài kiếm thức ăn thôi, chứ ở nhà thì chết đói mất. Ôi, Thỏ, mưa gió tầm tã thế, cậu đi đâu vậy? Mình đi tìm thức ăn, đói quá. Ồ, may quá, mình và Sóc hẹn nhau mở tiệc vì mới thu hoạch được cây trái. Cậu vào đây ăn tiệc với chúng tớ luôn đi. Mình... Này, Thỏ, cậu vào đi. Nếu lúc trước tớ nghe lời các cậu, biết lo xa, chăm chỉ trồng trọt thì bây giờ... Bạn hiểu được vậy là tốt rồi. Thôi cứ ở tạm đây đi. Nhà mình và Sóc đã dự trữ được kha khá thức ăn cho đợt mưa dài ngày. Đợi tạnh mưa, chúng ta lại bắt đầu vụ mùa mới nhé. Cảm ơn các bạn nha. Dấu vết gia đình. Chúc mừng anh, là một bé gái rất kháo khỉnh. Anh có thể vào với hai mẹ con được rồi. Vâng, cảm ơn cô. Em ơi, con của chúng ta có một vết bớt màu đỏ. Thật sao? Đó chắc hẳn là sự đánh dấu một thiên thần đặc biệt. Đúng vậy, thiên thần đặc biệt của chúng ta. Con gái, đi chợ cùng mẹ nào. Vâng ạ. Mẹ ơi, quả bóng ở đâu nè? Ồ, đó là bóng của bạn Nam đó. Chúng ta mang tới trả cho bạn ấy nhé. Vâng ạ. Bóng của cậu này. Mẹ ơi, tay của cậu ấy sao lại như vậy ạ? Nam, cậu sao thế? Bóng của cậu này. Không, không, đừng lại gần tớ. Ơ kìa, Nam. Xin lỗi chị nha, tôi vào với thằng bé đã. Mẹ ơi, sao bạn ấy lại sợ con? Sao không chơi với con vậy? À, có
lẽ bạn ấy thấy bối rối khi gặp một cô bé xinh đẹp như con thôi. Xinh đẹp như con ư? Các cậu ơi, tớ chơi với... Không, không, chúng tớ không chơi với cậu đâu. Tai cậu rất đáng sợ. Tai cậu sao lại có vệt màu đáng sợ thế kia? Nó có lây không vậy? Chi ơi, về nhà thôi con. Có chuyện gì vậy con? Vết, vết bớt, không ai muốn lại gần con cả. Không sao, không sao đâu con. Tôi muốn xăm hình. Vâng, anh chị muốn xăm hình gì? Chúng tôi muốn xăm hình vết bớt này lên đúng vị trí này ở bàn tay. Tại sao anh chị không xăm hình gì khác mà lại là vết bớt này? Nó thực sự trông rất xấu thưa anh chị. Chỉ đơn giản là chúng tôi muốn có một vết bớt thật đặc biệt. Ba mẹ đã về rồi đây. Con gái, con xem này. Ôi, vết bớt màu đỏ, nó giống tay con nè. Sao ba mẹ lại có nó? Chẳng phải nó rất xấu sao? Sao lại xấu chứ, con gái? Ba mẹ thấy nó thật đặc biệt. Và bây giờ nó còn đặc biệt hơn nữa khi cả gia đình mình đều mang nó. Ba, mẹ và con, chúng ta đã giống nhau ở điều đặc biệt nhất. Con sẽ không bao giờ cảm thấy mình khác biệt hay cô đơn một mình trong thế giới này nữa. Đúng là rất đặc biệt. Nếu các bạn có hỏi, con hãy nói với các bạn rằng đó là dấu vết tình yêu của gia đình ta. Các bạn ơi, tớ có bí mật này muốn kể cho các bạn. Bí mật gì cơ? Đây là vết bớt tình yêu của gia đình tớ. Cả gia đình tớ ai cũng có. Bởi vì cả nhà tớ rất yêu thương nhau. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!